Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cộng đồng Tây Bắc của mình. Hôm nay thì là tối 30 Tết. Ở quê mình thì cũng có một số các hoạt động tổ chức cái đón giao thừa. Thì mình sẽ xuống đây để ghi lại các cái hình ảnh ở quê để giới thiệu tới các bạn. Nó phải ở tít dưới kia kìa, dưới nhà văn hóa kìa. Bây giờ đi xuống dưới đây đã. Đây các bạn ạ, đây mới là cái sân khấu chính ấy. Nhưng mà nghe trường ồn ào quá, không biết vào các bạn có nghe thấy gì không. Làng mình thì nó chỉ có khoảng hơn 100 hộ thôi các bạn ạ. Đây là thanh niên nó cũng ít, đấy, trẻ con cũng ít. Hôm nay thì số thanh niên các bạn đi làm ăn xa thì về mới có được bấy nhiêu người thôi. Giờ là màn heo dân chủ. Đưa hai tay ra nào, nắm lấy tay nhau nào, lắc lư cây mình nào, nắm lấy tay nhau nào, lắc lư cây mình nào. Bây giờ chuyển sang đốt lửa chạy. Giờ vào trong này để chuẩn bị phá cỗ các bạn ạ. Có nghĩa là liên hoan rượu bia. À, bia với lại nước ngọt với lại bánh kẹo.